Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe S155 này, 150 này, full những màu sơn á. Ở đây có nhiều bạn thắc mắc bảo ủa sao cửa hàng này nhiều độ nhiều màu thế? Thôi mà cửa hàng khác không có nhiều như thế này. Thì nó nói là ông hoàng độ màu là đây mà. Rồi, thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Liếng hỗ trợ giới thiệu, mời Liếng. Hai mọi người ha, lại một đầu tháng 12 rồi cả nhà. Thời điểm thích hợp để mua xe luôn rồi nha. Tại vì thứ nhất là sắp cắt dịp lễ Tết rồi và đây nhân dịp Giáng sinh sắp tới nha. Thì em Liếng giảm ngay 5 triệu đồng một xe, bao gồm là 2 triệu đồng xe đi lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Khi mua xe có đặt lịch hoặc liên hệ trước cho em Liếng có số hotline 0905299064 ha. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe nào cũng như là muốn Liếng tư vấn về dòng xe nào có liên hệ trực tiếp qua Zalo ở dưới màn hình nha. Bên cạnh đây là về mẫu xe S155 phân khối sơn lên màu cam. Thì hôm bữa thì như bạn biết thì màu cam thì đối với màu zin nó có một cam nhám ở nhà 2023. Thì nhiều anh chị em bảo là thế cửa hàng hỗ trợ sơn lên một cam bóng không? Tại vì thấy màu cam bóng này cũng nhiều anh chị em đang rất là chuộng và thích luôn. Vì thứ nhất là cái màu sắc của nó là bóng, nhìn đi trời tối hay là ban ngày cũng rất là nổi này. Thứ hai thì lên tem thì gọi là nhà là tem ra sân luôn ha. Với màu là màu cam này, màu trắng và màu đen là ba màu kết hợp với nhau ha. Quá đẹp đi. Em đã có lên ba ga cho cả nhà rồi ha. Mức giá hiện tại của em này là đối với bạn chỉ có thường là 41.900, để trước chỉ cần duy nhất là 5 triệu là sở hữu xe ha. Còn đối với bản Smart Key thì có mức giá là 43.900, trả trước chỉ cần duy nhất là 5 triệu là sở hữu xe rồi ha. Tiếp tới là về một vài màu sắc cho cả nhà cùng tham khảo này. Này ở dưới kia này có màu vàng này, vàng cũng nổi này, màu xanh này. Bên này có màu xám này. Tiếp tục ở trong gọi là xanh gì ta? Xanh bơ. Xanh bơ. Ở phía trong rất nữa là lạ mắt luôn ha. Xanh xi măng nè, màu xám nè, màu cái này sơn giống như cái màu giới hạn mọi người, xám bánh đỏ nè, xanh xi măng nè, màu xanh đen nè và màu trắng đen nè. Ở đây có một con màu zin nè, màu zin hiện tại con này giá nhiêu ta? 41.900 đối với bản chìa khóa, 43.900 đối với bản mắc cây ha. Còn 150 giá sao không? 150 thì có mức giá cho cả nhà là 41.900, trả trước cũng chỉ cần duy nhất là 5 triệu là sở hữu xe ha. Thì bên em Liếng hiện tại đang có hỗ trợ chương trình là ship xe toàn quốc và những khách hàng mua xe tiền mặt nha. Còn anh chị em mà khi mua trả góp hoặc là mua tiền mặt mà có người thân bạn bè đến mua xe giới thiệu đến cửa hàng thì Liếng gửi từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng nữa nha. Rồi ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.